thơ nhắc cho các tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi. Càng về những ngày tháng cuối năm, càng cảm thấy cọc tính, bốc đồng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến các bạn trở tay không kịp. Đã cố gắng gắt nhiều, nhưng càng làm càng không giữ được. Nhưng tương lai sẽ trả lại cho ta hơn những gì ta đã mất. Trên đời này, ông trời không cướp mất của ai cái gì, sống có đức, mặc sức mà hưởng. Gặp phải tiểu nhân thì phải hoan hỷ, vì đây chỉ là sự thử thách nhất thời. Gặp vất vả thì hãy nghĩ rằng, khổ trước vào sau, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, thậm chí còn tốt đẹp hơn nhiều. Những ngày tháng cuối năm là sự trở lại mạnh mẽ, vượt qua khoảng thời gian nghèo khó, bị thị phi và bị tiểu nhân gièm pha khinh thường như vậy là đủ rồi. Giờ là lúc các bạn cờ lệnh đến tay, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. Những tuổi này xả vận xui tại đây và đón chờ thông điệp cho những ngày tháng sắp tới. Chúc các bạn lộc tài.